Người khỏe mạnh đã đưa ra ngoài thôn rồi. Người bệnh thì sao? Các đệ tử của Lâm Tiên Đạo Cung và Lăng Chân Tiên Các đang phân phát thảo dược. Bọn họ rất suy nhược rồi, cẩn thận một chút, đừng làm người ta bị thương. Thánh nữ, cung chủ đến rồi. Sư tôn, suốt chặng đường ta tới đây, tình hình dịch bệnh và ma nhân nghiêm trọng hơn dự liệu. Ta nghĩ, có lẽ chúng ta nên đi tìm Lý công tử, xem hắn có cách gì không. Làm phiền Lý công tử là hạ sách của hạ sách. Sư tôn, chuyện liên lạc tổ tiên, liên lạc được rồi. Ừ rồi, nhưng dựa vào tổ tiên là không dựa được. Không hổ là tổ tiên của Lâm Tiên Đạo Cung chúng ta, ích kỷ từ lợi số 1 luôn. À, đúng vậy. Vậy nên, ta muốn mang chút quà đi tìm Lý công tử, nếu hắn có bất cứ điều gì không vui, chúng ta lập tức rút. Sư tôn, quà mà ngươi nói là... Nơi này là địa vực Nam Sơn, nạn yêu hoành hành. Có một con yêu hoàng đang tập trung yêu tinh. Muốn nhân lúc yêu hoàng Ngân Nguyệt chết, tấn công Càn Long Tiên Triều, đoạt lấy cựu vĩ thiên hồ. Trọng điểm là, giống loại của yêu hoàng này là một con lợn rừng. Thịt lợn rừng của hợp thể cảnh đỉnh phong nhất định cực kỳ ngon, sự lựa chọn tốt nhất cho quà tặng Lý công tử. Yêu khí phía trước cút trời, thiết nghĩ là trận ác chiến. Yêu hoàng có mạnh hơn nữa cũng buộc phải xử lý được. Mạng dân nhất định cố gắng hết sức, phối hợp với sư tôn. Hiến dân thứ tốt nhất cho Lý công tử. Cùng nhau đi săn yêu hoàng Thiên Trư. Lúc này trong động Thiên Trư, báo cáo yêu hoàng Thiên Trư đại nhân, cung chủ và thánh nữ của Lâm Tiên Đạo Cung đến tới đây rồi. Có công chúa và thánh nữ đưa tới cửa sao? Là cung chủ và thánh nữ của Lâm Tiên Đạo Cung đến tới đây rồi. Yêu hoàng đại nhân, các huynh đệ không chặn được rồi, ngài muốn chạy đi. Nếu ngài bị bắt, nhất định sẽ bị nấu thành đồ ăn. Ở trong mắt ngươi, yêu hoàng đại nhân của các ngươi là con lợn sẽ bị nấu thành đồ ăn sao? Huynh đệ, yêu hoàng đại nhân, chạy mau. Không. Sư tôn, tìm được rồi, đây chính là yêu hoàng Thiên Trư. Tốt, chuẩn bị đóng gói mang về. Hình như có chút không đúng lắm. Chúng ta không quen biết, không thù không oán, ngươi tại sao lại giết huynh đệ của ta? Thứ nhất, ngươi có kế hoạch xâm nhập vào Càn Long Tiên Triều. Thứ hai, ngươi nhòm ngó tới cửu chỉ thiên hồ. Thứ ba, thịt của ngươi ngon. Không thể tin được, hiếp người quá đáng. Cẩn thận, mạng dân, đây là đại yêu hợp thể cả đỉnh phong, không thể xem thường. Biến thân cực hạn, yêu hoàng lợn rừng. Đi, nhìn lúc tươi ngon, đi tặng cho Lý công tử nào. Được ạ. À?